Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã công bố việc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ kiểm tra công tác triển khai thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Bí thư cũng kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 26 ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại buổi công bố quyết định kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã thảo luận thống nhất kế hoạch, thời gian, phương pháp làm việc và lịch trình của đoàn kiểm tra.